Sáng ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử kéo dài 20 ngày với 36 bị cáo trong đại án gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC và một số đơn vị liên quan. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn, vẫn bị đưa ra xét xử về tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái bị xét xử về tội nhận hối lộ. Ông Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế, bị xét xử về tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 7 bị cáo đang trốn truy nã giống bà Nhàn cũng bị đưa ra xét xử. 24 bị cáo còn lại gồm nhiều lãnh đạo, nhân viên của AIC, cán bộ của tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo một số công ty thẩm định giá bị xét xử về 3 tội danh. Hội đồng xét xử gồm 5 người do thẩm phán Mai Văn Quang làm chủ tọa. 5 kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát Hà Nội tham gia giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử. Hơn 30 luật sư đăng ký bào chữa cho 36 bị cáo, trong đó luật sư Dương Văn Nghị tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai có 2 luật sư bào chữa là Nguyễn Văn Tú và Lê Nguyễn Quỳnh Thi.